đập đầu xuống đất nhưng hành động của người bố sau đó gây tranh cãi. Theo đoạn clip ghi lại, trong nhà này có đặt một bộ sofa màu xám khá to. Các con của anh rất thích nhảy lên ghế để leo trèo nghịch ngợm. Một lần, khi người mẹ nấu bữa tối, người bố bận lướt điện thoại. Bé út trong nhà đã trèo lên ghế, tiếp đó bé bị ngã đập đầu xuống đất. Bất ngờ và đau đớn, đứa trẻ oà khóc. Lần khác, đứa lớn cũng trèo lên thành ghế, sau đó em bị trượt chân và ngã sấp mặt xuống dưới sàn nhà. Và đây giống như câu chuyện cơm bữa, rất nhiều lần vấp ngã sau đó đều có người bố ở nhà trông con, nhưng thái độ của anh lại rất thờ ơ, dường như không quan tâm các con mình có bị đau đớn hay chấn thương ở đâu không. Xin lỗi cái sàn gỗ đi. Xem video này, dân mạng đều cho rằng ông bố trông con thiếu trách nhiệm và việc đặt mua chiếc sofa cũng không hợp lý. Khi thấy con nô nghịch trên ghế, đáng lẽ người cha phải nhắc nhở để chúng cảnh giác nguy hiểm có thể xảy ra hoặc gia đình phải thay bộ sofa khác để giữ an toàn hơn cho các con. Tuy nhiên, cũng có những người bênh vực cho rằng đó là cách ông bố đang dạy con biết đứng dậy trước các vấp ngã để con không mè nheo. Bạn nghĩ sao về hành động trên của ông bố? Hãy để lại ý kiến ngay dưới phần bình luận của video này nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!